Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tạp chí Aviation Week thông báo, Hoa Kỳ đã bắt đầu phát triển cho Ukraine một loại tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao, có tên gọi RIM, đạn không đối không tầm xa, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 460 km. Việc phát triển tên lửa RIM được thực hiện có tính đến một số yêu cầu nghiêm ngặt, loại tên lửa này phải có đầu đạn nặng khoảng 260 kg, có khả năng phân mảnh và xuyên phá cao nên linh hoạt và hiệu quả trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Tốc độ của loại tên lửa này có thể lên đến hơn 735 km h tương đương với 204 m một giây, giúp nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và giảm thiểu thời gian phản ứng của hệ thống bảo vệ. Ngoài ra, RAM sẽ được trang bị hệ thống định vị có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiễu điện tử. Năng lực sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án này độ chính xác của đạn dược được xác định bằng sai số hình tròn có thể lên tới 10 mét. Đặc biệt chú ý đến khả năng hoạt động của hệ thống định vị khi đối mặt với các biện pháp đối phó tích cực của hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Năng lực sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án này. Ước tính 24 tháng sau khi hợp đồng được trao, Mỹ có thể sản xuất tới hơn 1.000 quả đạn REM mỗi năm. Thời điểm chính xác của dự án vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự quốc tế tin rằng điều này sẽ xảy ra không sớm hơn năm 2026 khi Ukraine đã vận hành thành thạo tiêm kích F-16 được các đối tác phương Tây cung cấp. Diễn biến trên cũng cho thấy Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản cho khả năng cuộc xung đột Ukraine kéo dài thêm nhiều năm nữa, thể hiện qua những bước leo thang dần dần cực kỳ nguy hiểm. Cuối tháng 6, Mỹ cũng cho biết nước này có thể hướng tới việc cho nhà thầu quân sự triển khai tới Ukraine. Thời điểm đó, bốn quan chức Mỹ thạo tin nói với CNN rằng chính quyền Tổng thống Biden đang tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm trên thực tế đối với các nhà thầu quân sự Mỹ triển khai tới Ukraine để giúp quân đội nước này bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Sự thay đổi trong chính sách này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách giúp quân đội Ukraine chiếm thế thượng phòng trước Nga. Các quan chức cho biết, sau khi được phê duyệt, thay đổi này có thể sẽ được ban hành trong năm nay và sẽ cho phép lầu năm góc cung cấp hợp đồng cho các công ty Mỹ làm việc bên trong Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga tấn công nước này vào năm 2022. Các quan chức cho biết, họ hy vọng điều này sẽ đẩy nhanh quá trình bảo trì và sửa chữa các hệ thống vũ khí đang được quân đội Ukraina sử dụng. Hôm 12 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không loại trừ bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc có thể nối lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Trước đó, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau cuộc gặp với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, hai bên đã thảo luận về an ninh hàng hải ở biển đen, bao gồm cả thỏa thuận ngũ cốc. Khi được hỏi về khả năng gia hạn thỏa thuận, sau những bình luận của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại xung quanh vấn đề này và bất kỳ thỏa thuận nào về ngũ cốc sẽ phải đạt được trong bối cảnh chung của tình hình hiện tại. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Nga và Ukraine qua Biển Đen đã hết hạn vào tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, Nga tuyên bố sẽ chỉ ra hạn thỏa thuận nếu những trở ngại đối với hàng nông sản của nước này tiếp cận thị trường thế giới được dỡ bỏ. Ở diễn biến khác, trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết GDP của Nga tăng 5% trong 5 tháng đầu năm 2024, cao hơn đáng kể so với dự báo. Ông cho biết động lực tăng trưởng vẫn cao. Trong tháng 5, tăng trưởng tăng nhẹ so với tháng 4 lên 4,5% và nếu lấy thống kê cho tháng 5, GDP tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng này cao hơn dự báo, bất chấp những động thái cản trở phong tỏa từ bên ngoài với kinh tế Nga. Theo ông Misustin, các con số trong lĩnh vực kinh tế thực cũng tích cực. Từ tháng 1 đến tháng 5, lĩnh vực sản xuất tăng gần 9%. Ông Misustin dẫn chứng chế tạo máy như một trong những động lực chủ chốt trong lĩnh vực này với tỷ lệ tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Nga nhấn mạnh điều rất quan trọng là đầu tư tiếp tục tăng, đặt cơ sở tốt cho tương lai. Cuối quý 1, đầu tư tăng gần 15%, chủ yếu vào các lĩnh vực máy móc, thiết bị, tài sản trí tuệ. Ngoài ra, theo ông Misustin, các khu vực đã trở nên tích cực hơn trong đầu tư và phát triển các công ty. Người đứng đầu chính phủ Nga cho biết thêm hoạt động tiêu dùng ở mức rất cao, chủ yếu do thu nhập của người dân tăng. Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến lạm phát tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày mùng 1 tháng 7, lạm phát tăng lên 4,5%. Ông Misustin nhấn mạnh vấn đề lạm phát cần phải được giải quyết liên tục vì các tiêu chuẩn sống của người dân phụ thuộc vào điều này. Ông Misustin yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình vĩ mô và nếu cần điều chỉnh tức thời kế hoạch hành động trong vấn đề lạm phát với sự phối hợp của ngân hàng trung ương nga trong một cuộc phỏng vấn với tờ business insider bên lề hội nghị thượng đỉnh nato ở washington dc bộ trưởng bộ công nghiệp chiến lược ukraine ông alexander Kamyshin cho biết máy bay tấn công không người lái fpv chiếm một phần đáng kể trong bối cảnh xung đột đang gia tăng căng thẳng hiện nay ông gọi fpv là máy bay không người lái cối và máy bay không người lái pháo binh để ám chỉ đến tiềm năng gây nổ của chúng tương tự như những vũ khí tấn công tầm xa khác Ông Kamishi nói: "Năm nay, chúng tôi sẽ sản xuất nhiều hơn 1 triệu FPV so với dự kiến. Các máy bay tấn công tầm trung, tầm xa sẽ được ưu tiên sản xuất vì chúng phát huy hiệu quả tốt hơn trên chiến trường." FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Loại máy bay này thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Theo ông Kamisin, trong khoảng 1 triệu FPV sẽ ra đời vào năm 2025, có hơn 10.000 máy bay tấn công tầm trung có khả năng bay hàng trăm km và hơn 1.000 máy bay tầm xa có khả năng tiếp cận mục tiêu cách bệ phóng 1.000 km. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái FPV đã được sử dụng rất nhiều trong chiến đấu, Cả hai bên đều nỗ lực phát huy tối đa khả năng tấn công của những vũ khí giá rẻ này bằng cách buộc thuốc nổ vào chúng và sử dụng chúng để tấn công đối phương từ xe bọc thép đến binh lính trong chiến hào. Ukraina thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa lớn hơn loại FPV giá rẻ để thực hiện các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga và nhắm vào các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng của nước này. Kiep cũng đồng thời sử dụng vũ khí tự chế và cải tiến chúng cho các nhiệm vụ khác. Ví dụ nước này đã trang bị cho máy bay không người lái của hải quân các bệ phóng tên lửa và biến một trong những tên lửa hành trình chống hạm của mình thành vũ khí tấn công trên bộ những cải tiến này đã giúp kiev giành được những lợi thế nhất định trên chiến trường những hệ thống vũ khí tự chế này đã mang lại cho kiev khả năng mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động ra ngoài biên giới đặc biệt là khi nước này vẫn đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí do phương tây cung cấp cho những mục đích như vậy ông kamisin nói chúng tôi đã chứng minh rằng không có ranh giới đỏ nào cả. Bây giờ chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga khoảng 1.500 km. Hiện cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực tăng cường sản lượng quốc phòng để đáp ứng nhu cầu vũ khí trên chiến trường. Năm 2023, Nga dành 21% tổng chi tiêu liên bang vào lĩnh vực quốc phòng, tăng từ mức gần 14% vào năm 2020. Ngân sách liên bang năm 2024 của Nga yêu cầu tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng thậm chí còn lớn hơn ở mức 29%. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới bang Utah của Mỹ tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự để đối phó Nga. Chuyến đi của ông Zelensky tới Utah diễn ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky đăng tải hình ảnh ông tham gia một cuộc họp với các thống đốc Mỹ ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Đây là cuộc họp mùa hè của Hiệp hội các thống đốc quốc gia NGA. Trước các thống đốc Mỹ, ông Zelensky tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Washington. Ông Zelensky nói, chúng tôi không yêu cầu binh sĩ của các ông trực tiếp có mặt. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là sự hỗ trợ đầy đủ. Các hệ thống phòng không cho thành phố của chúng tôi, vũ khí cho nam, nữ chiến sĩ của chúng tôi trên mặt trận, sự hỗ trợ dành cho nỗ lực bảo vệ cuộc sống bình thường cũng như việc tái thiết trước đó ông zelensky bày tỏ biết ơn sự ủng hộ từ quốc hội mỹ nhưng nhấn mạnh các gói viện trợ cần nhanh chóng đến tay quân đội ukraine và mọi sự chậm trễ đều khiến tình hình tiền tuyến trở nên phức tạp hơn trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi liệu kiev có phát động thêm chiến dịch phản công lớn trong năm nay hoặc năm sau hay không tổng thống zelensky cho rằng điều này sẽ phụ thuộc vào thời điểm ukraine tiếp nhận toàn bộ vũ khí được quốc hội mỹ phê duyệt và lãnh đạo châu âu hậu thuẫn ông cũng nói rằng đây chưa phải lúc thích hợp để thảo luận về chiến dịch phản công mới do Ukraine phải tập trung bảo vệ những lãnh thổ đang kiểm soát và mọi nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga chỉ có thể trở thành hiện thực khi có đủ vũ khí từ phương Tây. Mỹ là nước hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine và đã cam kết cung cấp hơn 51 tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ an ninh khác cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Quay trở lại chuyến thăm tới bang Utah của Mỹ của ông Zelensky chuyến thăm trở nên đáng chú ý hơn giữa lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cận kề. Hiện nay, Tổng thống Biden bị nhận xét đang ở thế yếu hơn so với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bên Đảng Cộng Hòa. Trong trường hợp ông Trump đắc cử, sự thay đổi chính quyền ở Washington nhiều khả năng sẽ tác động sâu sắc tới bức tranh chiến trường Ukraine. Ông Trump là người có quan điểm cứng rắn hơn đối với việc viện trợ cho Kiev. Lầu Năm Góc cho biết, Ukraine sẽ nhận được gói viện trợ mới trị giá 225 triệu đô la Mỹ từ Mỹ bao gồm hệ thống phòng không Patriot, đạn phá cho hệ thống NASAMS và HIMARS. Gói viện trợ mới của Mỹ cũng bao gồm tên lửa phòng không Stinger, đạn phá 155mm và 105mm, tên lửa TOW, hệ thống chống tăng Javelin và AT4, đạn dược vũ khí nhỏ, đạn nổ và các thiết bị phụ tùng thay thế khác. Đây là gói viện trợ thứ 8 mà Mỹ phê duyệt cho Ukraine. Kể từ khi nước này thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev Trước đó, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Đức, Italia, Hà Lan và Romania đã ra tuyên bố chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ chuyển thêm các hệ thống Patriot và các hệ thống phòng không chiến lược khác cho Kiev. Tuyên bố chung nêu, chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine thêm các hệ thống phòng không chiến lược, bao gồm các khẩu đội Patriot do Mỹ, Đức và Romania viện trợ, các thành phần Patriot do Hà Lan và các đối tác khác tặng để có thể vận hành thêm một khẩu đội Patriot nữa và thêm một hệ thống Samte do Italia viện trợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là khoản viện trợ thiết bị phòng không mang tính lịch sử cho Ukraine, trong đó có một hệ thống qua chứa từ Mỹ. Đây là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công trên không của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá, các hệ thống phòng không sẽ giúp bảo vệ các thành phố, dân thường và binh sĩ của Ukraine. Ông Biden cho biết trong những tháng tới, Mỹ và các đồng minh NATO cũng sẽ gửi cho Ukraine thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật. Tuy nhiên, giá trị gói viện trợ này nhanh chóng dấy lên nhiều thắc mắc vì hệ thống Patriot, loại khí tài phòng không hiện đại bậc nhất của quân đội Mỹ với trị giá lên đến 1 tỷ đô la Mỹ nếu là hàng mới. Lý giải điều này, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hệ thống được chuyển cho Ukraine đã cũ khiến giá trị giảm đáng kể. Vị này cho biết, chúng tôi đang trao cho Ukraine khí tài cũ trong kho quân giới. Giá trị của chúng đã giảm so với giá trị mua mới. 100 triệu đô la Mỹ là giá trị khấu hao của hệ thống Patriot vừa được chuyển giao. Tuy nhiên quan chức trên không nêu rõ lý do vì sao hệ thống qua chứa cũ lại mất giá đến 90% so với hàng mới. Ukraine vừa qua tịch thu một tàu chở hàng quốc tế mà nước này cáo buộc là xuất khẩu trái phép nông sản từ vùng Crimea do Nga kiểm soát. Cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 11 tháng 7 năm 2024 tiết lộ rằng con tàu này mang tên Usko Emfu và đã sử dụng quốc kỳ Cameroon đã liên tục đậu tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea để lấy hàng nông sản rồi vận chuyển tới Trung Đông để bán với tư cách Nga. Theo SBU, hoạt động diễn ra thường xuyên trong các năm 2023-2024. SBU thông báo lực lượng của họ đã chặn tàu Usko Emfu trên biển đen gần tỉnh Odessa, tạm giữ con tàu và bắt giữ thuyền trưởng. Theo cơ quan công tố Ukraine, tàu Usko Emfu nhận được chặn bắt giữ rồi bị tạm giữ cùng với viên thuyền trưởng tại cảng Reni trên sông Danube, đoạn chảy giữa Ukraine và Rumani. Sevastopol là một trung tâm quân sự và hải cảng quan trọng đối với Nga. Theo văn phòng Tổng công tố Ukraine, thuyền trưởng của tàu là người Azerbaijan và SBU có tiết lộ rằng ông này tham gia hoạt động phi pháp cùng thủy thủ đoàn 12 người. Thuyền trưởng bị nghi đã vô hiệu hóa hệ thống theo dõi định vị GPS và ngụy tạo nhật ký hải trình nhằm che giấu việc xuất khẩu mà phía Ukraine coi là bất hợp pháp. SBU tuyên bố vị thuyền trưởng này có thể đối mặt với mức án 5 năm tù do vi phạm các hạn chế đi lại đối với các lãnh thổ do Nga kiểm soát, nhưng phía Ukraine coi là lãnh thổ của mình. Hiện không rõ 12 thủy thủ còn lại có đối mặt với tội danh nào không. SBU cho biết, việc điều tra đang tiếp diễn để xác định toàn bộ hoàn cảnh của vi phạm này và xác định những người khác dính líu vào hoạt động này. Những vụ bắt giữ tàu như thế này là tương đối hiếm. Igor Delanom, Phó Giám đốc Đài quan sát Pháp Nga cho biết, đây là lần đầu tiên Ukraine bắt giữ một tàu biển quốc tế với cáo buộc xuất khẩu trái phép. Các nguồn tin trong lĩnh vực hàng hải e ngại rằng Nga có thể thực hiện hành động đáp trả trong bối cảnh xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đạt đỉnh. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Ukraine qua Biển Đen do tầm quan trọng của Ukraine với tư cách là nhà xuất khẩu các nông sản như lúa mì, lúa mạch và dầu hướng dương. Theo thỏa thuận này, Nga cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen do Nga khống chế trên thực tế. Tuy nhiên vì nhiều lý do, vào tháng 7 năm 2023, Nga chính thức rút khỏi sáng kiến ngũ cốc nói trên. Ukraine chỉ trích việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, động thái khiến xuất khẩu lương thực của Ukraine giảm mạnh. Kể từ đó, Ukraine đã cố gắng mở các tuyến đường biển mới, thường là bám theo đường bờ biển để lách qua thế phong tỏa trên thực tế của Nga, đưa sản lượng xuất khẩu ngũ cốc của mình trở lại gần mức trước xung đột vũ trang. Bất chấp các khó khăn mới, Ukraine đã xoay sở để xuất được lượng đáng kể nông sản, 20 triệu tấn hàng, tới 24 nước trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023. Người đứng đầu văn phòng công tố Ukraine, phụ trách Krum, Ihor Ponochovny cho biết, việc bắt giữ lần này sẽ là tín hiệu rõ ràng gửi tới những nước giúp Nga lách các lệnh trừng phạt và bán nông sản lấy từ những vùng họ kiểm soát của Ukraine. Các đối tác phương Tây thời gian qua liên tục gửi tàu quân sự cho Ukraine, nhưng đáng ngạc nhiên là không có dữ liệu về việc sử dụng chúng. Điều này dẫn tới việc một số chuyên gia nhận xét Ukraine đang chuẩn bị tiến hành các hoạt động đổ bộ. Thống kê kể từ năm ngoái, các nước phương Tây đã bàn giao hàng trăm tàu quân sự cho Ukraine, có khả năng đưa lượng lớn lính thủy đánh bộ đến bờ biển vùng Kherson và bán đảo Crimea. Cho đến nay, chỉ 4 tàu đổ bộ cỡ nhỏ được biết đến đã tham gia hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine khi chúng đưa binh sĩ nước này lên giải đất Tendra Speed hướng Kherson. Một chiếc khác của lực lượng vũ trang Ukraine được phát hiện gần bán đảo Crimea. Nhiều khả năng những phương tiện còn lại đang được giữ trữ ở hậu phương nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một hoạt động tác chiến lớn hơn trong tương lai. Được biết, hàng nghìn lính thủy đánh bộ Ukraine đã được huấn luyện ở Anh, Đan Mạch và Na Uy và đang chuẩn bị đổ bộ lên một bờ biển có ý nghĩa chiến lược. Mối đe dọa đối với Nga sẽ tiếp tục hiện hữu cho đến khi nhiệt độ nước biển giảm xuống và mùa bão bắt đầu ở Biển Đen. Ngoài ra, cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ là một yếu tố riêng biệt. Lực lượng vũ trang Ukraine theo nhận xét sẽ cố gắng tạo nên một bức tranh thành công đẹp đẽ để tạo đà vận động chính trị. Theo thông tin cập nhật từ pháo đô đốc Oleksiy Neyspapa, tư lệnh hải quân Ukraine, các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái USV và tên lửa của Ukraine khiến trụ sở hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol trở nên vô dụng và nhiều tàu phải di rời tới nơi khác. Cũng theo ông, các tàu của Nga đang được giữ ở Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Nga và một vài chiếc hoạt động ở biển Azov. Căn cứ hạm đội biển đen ở thành phố Sevastopol là nơi thực hiện nhiều chức năng quan trọng của hạm đội, bao gồm huấn luyện, sửa chữa và lưu trữ đạn dược. Hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc di chuyển hạm đội biển đen của Nga đến Novorossiysk có thể là phương pháp tốt nhất để tránh cuộc tấn công từ đường biển của Ukraine. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng bảo trì hậu cần và xử lý vũ khí tại căn cứ này rất có thể đã được cải thiện để hỗ trợ các hoạt động sắp xếp căn cứ mới vô thời hạn. Ukraine đã mất hầu hết lực lượng, lượng hải quân truyền thống khi bán đảo Crimea sắp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014 tuy nhiên ukraine đã tấn công hạm đội biển đen của nga bằng usv cũng như tập kích các mục tiêu trên bán đảo crimea bằng tên lửa atacms do mỹ sản xuất các thiết bị không người lái giá rẻ của ukraine còn tấn công nhiều tàu chiến nga bao gồm tàu tuần tra sergei kotov và tàu hộ tống ivanovet ngoài ra các cơ sở hạ tầng quan trọng của nga cũng bị usv ukraine tấn công như cầu kursh nối đất liền nga với bán đảo crimea hoạt động của ukraine quanh biển đen đã giúp nước này duy trì việc vận chuyển các nguồn cung thực phẩm quan trọng như các chuyến hàng ngũ cốc